những năm trước, không khó để điểm danh những dự án chết lâm sàng trên đất vàng của Hà Nội. Tới hôm nay, 6 dự án trong số đó đã được Big Group cứu sinh, đã, đang và sẽ trở thành những khu dân cư sầm uất và đông đúc. Hãy cùng điểm lại 6 dự án này để thấy được ý nghĩa hành trình Blue Trắng của Big Group trong những năm qua. 1. The Garden Hill. Dự án The Garden Hill 99 Trần Bình, đứa con cưng đầu tiên của Big khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư bất động sản. The Garden Hill được xây dựng trên tổng diện tích đất 4.224m2, gồm 2 khối nhà 29 tầng và 25 tầng, với khối đế 5 tầng chung và tầng 5 là trụ sở của Big Group. Tiền thân của dự án là tòa nhà đa năng Đức Phương, với nhiều năm thi công đình trệ do thiếu vốn. Chỉ từ khi có sự tham gia của Big Group, dự án mới được đẩy nhanh tiến độ và hoàn công vào quý 1 năm 2018. Đến nay, những căn hộ tiện nghi hiện đại của dự án đã trở thành chốn an cư lạc nghiệp, nơi bình yên mong ước của 375 hộ gia đình. Những tiếng nói cười của trẻ nhỏ, tiếng còi xe rộn rã vào ra hay mùi cơm dẻo thơm tỏa ra từ các căn bếp đã khiến cho The Garden Hill bừng lên sức sống. 2. AZ Sky Định Công. Dự án chung cư AZ Sky Định Công do công ty cổ phần bất động sản AZ làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 6.315m2, gồm 1 tầng hầm và 2 tháp cao 18 tầng, với 2 tầng được bố trí làm trung tâm thương mại, bể bơi, nhà trẻ, phòng tập, cà phê và 16 tầng trên là khu vực căn hộ để ở. Với tổng mức đầu tư khoảng 477 tỷ đồng, dự án được xây dựng từ năm 2013 đến năm 2016 do Big Group làm tổng thầu thi công. 3. CT No. 1. Dự án CT No. 1 gồm 2 tòa A2, B2, cao 30 tầng, nằm trên lô đất có diện tích 8.822m2 tại khu đô thị Vân Canh, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Công trình được hoàn thiện và bàn giao cho chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần bất động sản AZ từ năm 2016. Đây là dự án thứ 2 của Big Group hợp tác cùng AZ Land trong vai trò tổng thầu thi công. 4. AZ Lâm Viên. Nằm ở mảnh đất vàng tại quận Cầu Giấy, như dự án AZ Lâm Viên 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu do AZ làm chủ đầu tư đã từng rơi vào tình trạng đắp chiếu trong thời gian dài. Được khởi công từ năm 2009, trải qua nhiều nhà thầu thi công, nhưng đến năm 2013, dự án bị dừng lại ở tầng 14. Tháng 3 năm 2017, dự án được tái khởi động với việc thay bằng nhà thầu thứ 5 BID Group, tiếp nhận dự án với muôn vàn khó khăn, giang dở do nhà thầu cũ để lại từ kết cấu, mặt bằng, ngổn ngang và nhếch nhác. Cán bộ nhân viên Big Group không hề nao núng khi bắt tay vào hồi sinh cho công trình. Đến nay, tòa nhà 29 tầng với 5 tầng thương mại, 24 tầng căn hộ với 156 căn đã hoàn thiện và đang bàn giao cho khách hàng. 5. Bright City. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Big Group ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn bánh kẹo Thăng Long, trực thuộc công ty bất động sản AZ, và chính thức trở thành tổng thầu thi công của tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long, hay còn gọi là Bright City. Dự án Bright City vốn là dự án nhà ở thương mại, nằm trên khu đất có diện tích 15.493m2, bao gồm 4 tòa nhà chiều cao 35 tầng. Thế nhưng, trong suốt quá trình triển khai, dự án đã nhiều lần đắp chiếu và để giải cứu dự án. Năm 2014, chủ đầu tư đã xin chuyển nhượng dự án này sang dự án nhà ở xã hội để được hưởng nhiều ưu đãi, đặc biệt là gói vay tín dụng 30.000 tỷ đồng. Từ khung cảnh hoang sơ tiêu điều trước khi tiếp nhận, Big Group đã bồi ra đắp thịt cho các tòa nhà cao tầng nằm trong dự án. Tòa nhà A1.1 và A1.2 đã hoàn thành xây chát, sơn phủ mặt ngoài các tầng căn hộ, đang tích cực hoàn thiện khối đế, lắp đặt điện nước để bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối quý 2 năm nay. 6. BID Residence. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2019, lễ khởi công dự án BID Residence đã được tổ chức trang trọng tại khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Tiền thân của dự án là tòa nhà 104 CT1 nằm trong khu phức hợp UC City đã bị ngưng trệ gần 10 năm do công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư. Tiếp quản dự án này trong vai trò là nhà phát triển bất động sản, Big Group đã đổi tên dự án thành BID Residence. Tọa lạc ngay mặt đường Tố Hữu, sở hữu vị trí đắc địa, BID Residence gồm có một khối 35 tầng, một khối 50 tầng, 2 tầng hầm, trong đó gồm 3 tầng thương mại, 1 tầng kỹ thuật, từ tầng 5 đến tầng 50 là chung cư,
với 804 căn. Tổng mức đầu tư dự án lên tới 1.020 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý 3 năm 2021. The Garden Hill, AZ Sky Định Công, CT No. 1, AZ Lâm Viên, Bright City và BID Residence là 6 dự án gắn liền với người bác sĩ cứu sinh những công trình mang tên Beat Group. Với niềm tin của đội ngũ tâm huyết, lành nghề, lãnh đạo và cán bộ nhân viên Beat Group sẽ tiếp tục viết lên nhiều trang mới trên hành trình Blue Trắng.